Chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Phi Điểm Wedding, kênh chuyên về chia sẻ tất cả những cái kiến thức cũng như là những cái hiểu biết xung quanh cái lĩnh vực trang trí và tổ chức tiệc cưới, để giúp cho các cô dâu chú rể trong quá trình là chuẩn bị cho một lễ cưới hoàn hảo nhất. Cái video hôm nay mình chia sẻ là một cái video về cái nghề mà mình đang làm, nghề Wedding Planner, là một cái lĩnh vực mà còn tương đối mới và không quá nhiều người theo đuổi. Các em theo dõi nhé. Nói về nghề Wedding Planner ấy, thì thật ra đấy là một cái nghề mà không có trường lớp nào đào tạo cả, mà hoàn toàn hầu như là đều là những cái kiến thức mà tự học và tự trau dồi, tự đúc rút trong cái quá trình làm nghề, cũng như là học hỏi từ những cái đơn vị liên quan. Nó là một cái lĩnh vực dịch vụ, mà dịch vụ thì lại phục vụ liên quan đến nghệ thuật, thế cho nên là nó liên quan đến cảm xúc khách hàng, liên quan đến thẩm mỹ và cái cá nhân rất là nhiều. Miễn là bạn làm thế nào mà khách hàng của bạn cảm thấy hài lòng, cô dâu chú rể cảm thấy hài lòng, quan khách đến tham dự cái tiệc cưới đấy hài lòng, thì mình nghĩ là như thế là đã là thành công. Thì để có thể mà thành thạo và làm tốt trong cái nghề này thì công việc của bạn nó bao gồm vai trò của rất là nhiều cái ngành nghề liên quan. Đầu tiên là cái việc mà bạn làm việc như là một florist luôn. Nó hơi khác với những người làm việc trong các cái shop hoa. Vì shop hoa là mình thường làm với từng cái bó lẵng nhỏ. Thế còn ở đây là những cái sản phẩm của bạn là những cái sản phẩm có kích thước rất lớn. Ví dụ như mình làm những cái sân khấu có thể rộng đến 10m, hơn 10m, cao có thể đến 5-6m. Đấy. Thì những cái khối hoa lớn như thế, với số lượng hoa lớn như thế, có thể một cái tiệc có thể đến 1-2 xe tải hoa. Thế ngoài ra thì là vai trò của cái đạo diễn sự kiện, đạo diễn sân khấu, để có thể bao quát và quản lý toàn bộ một cái chương trình, lên chương trình, kịch bản cũng như là chạy chương trình, và làm toàn bộ cái chương trình cho nó mượt mà theo đúng như cái yêu cầu của khách hàng của mình là cô dâu chú rể. Còn phải biết đạo diễn về ánh sáng, sao cho nó phù hợp và nó tôn lên cái vẻ đẹp của cái sản phẩm của mình. Bản thân mình còn là một người rất là thích quay phim chụp ảnh, thì mình còn phải cập nhật kiến thức cho mình như là một photographer, và rất là nhiều cái sản phẩm hình ảnh của Phi Điểm Wedding cũng như ES Event thì là do bàn tay mình tự chụp. Khi mà mình trực tiếp mình làm như thế, mình mới hiểu rõ nhất về sản phẩm của mình. Mình biết được góc nào đẹp, góc nào xấu, để hạn chế các cái góc xấu và tôn lên những cái vẻ đẹp của sản phẩm của mình. Chiếm cái phần trăm rất là quan trọng nữa là cái phần việc mà liên quan đến sản xuất. Đấy, phải có kiến thức và kinh nghiệm, kỹ năng của người làm sản xuất, để mà biến từ cái bản vẽ của mình, từ bản vẽ mình biến thành cái sản phẩm ngoài thực tế. Chính vì cái việc mà mình phải có kiến thức trong rất là nhiều lĩnh vực như thế, thì các bạn có thể thấy là cái kỹ năng yêu cầu, cái kỹ năng đòi hỏi của người làm nghề Wedding Planner là phải rất là đa dạng và phong phú. Quan trọng nhất ấy, là hầu như mọi người muốn làm Wedding Planner là tiếng Anh đều phải rất là tốt. Sau đấy thì mình phải học các cái kỹ năng của thiết kế. Đấy, để mình biết về sắc màu này, biết về hình khối này, tỷ lệ này, làm thế nào cho nó đẹp này. Đồng thời mình còn vẽ tay được nữa. Thì khi mà chưa có cái bản vẽ thiết kế trên máy thì mình còn có thể phát tay ra được, để cho khách hàng hiểu được ý tưởng của mình và nắm bắt được sơ bộ ý tưởng. Nói ra thì nhiều như vậy và lĩnh vực thì nó đa dạng, nó rộng như vậy. Nhưng mà nếu mà để mà làm nghề và học được nghề ấy, thì mình nghĩ là đầu tiên và trước hết ấy, thì bạn phải là một người làm sale giỏi đã. Đấy. Khi mà bạn là một người làm sale giỏi thì bạn sẽ có cái nhạy cảm của nghề sale. Bạn sẽ có cái khả năng tư vấn khách hàng này, khả năng chăm sóc khách hàng này, và nắm bắt được tâm lý khách hàng cũng như là cái sở thích của họ, để mà có thể đưa ra được những cái tư vấn và gợi ý tốt nhất. Bạn cần phải có một cái gu thẩm mỹ tốt. Cái này rất là quan trọng, mà không phải là ai cũng có sẵn, hoặc là bản thân ví dụ có năng khiếu đi nữa thì nó cũng phải là một quá trình học tập và đào tạo, cũng như là cập nhật cái thẩm mỹ mình rất là nhiều thì nó mới có cái gu thẩm mỹ tốt. Đấy. Chứ không ai nói là vì có năng khiếu mà có thể là không cần học hỏi hay là không cần cập nhật kiến thức cả. Mình sẽ đi lướt một lượt tất cả những cái phần công việc chính của Wedding Planner nhé. Khi mà đã thống nhất với nhau là sẽ làm việc cùng nhau và ký hợp đồng và bắt đầu làm việc, thì cái công việc đầu tiên mình nghĩ là quan trọng nhất là cái việc mà phải thống nhất và tìm một cái địa điểm tổ chức cho đám cưới. Tùy theo cái nhu cầu cũng như cái mong muốn của mình thì mình có thể là tổ chức tiệc cưới ở trong khách sạn, trong nhà hàng, hoặc là ví dụ có thể dựng nhà dạng không gian ở nhà để tổ chức tiệc cưới, hoặc là có thể làm tiệc cưới ở biển, hoặc là làm tiệc destination wedding. Từ có cái địa điểm đấy thì tất cả những cái việc tiếp theo thì nó mới liên quan theo. Đấy, ví dụ tiệc tổ chức ở trong thành phố, ở trong khách sạn, nó sẽ khác rất nhiều với việc bạn làm destination wedding ở một cái hòn đảo ngoài biển chẳng hạn.
lo hết từ cái phần là ăn uống, nơi ăn chuyến ở cho các cái quan khách này. Có một cái lưu ý rất là quan trọng cho các bạn ấy là khi mà đã quyết định nhờ đến wedding planner ấy, thì nên nhờ wedding planner book cái địa điểm cho mình. Tại vì khi mà nhờ wedding planner book cái địa điểm cho mình, ví dụ book hộ khách sạn cho mình ấy, thì khi đấy bạn sẽ có cái điều kiện để mà thương lượng giá cả với khách sạn này, thương lượng các cái ưu đãi này, cũng như là có một cái vấn đề mà rất là lớn ấy, là nhiều khách sạn hoặc nhà hàng trong các thành phố lớn hoặc là những cái nơi mà nổi tiếng ấy, nhiều người thuê ấy, thì sẽ thường trạc phí để mà thuê bên ngoài vào làm decor rất là nhiều. Thì chính cái việc mà bạn thuê wedding planner để làm cái việc book cái địa điểm cho mình ấy, thì wedding planner lúc đấy sẽ có điều kiện để mà thương lượng cái phần chi phí này, thậm chí là có thể không mất phí luôn đấy, nếu mà bạn nhờ wedding planner book cái này. Mà cái phần chi phí này rất là lớn luôn nhá. Thế mình biết có nhiều nơi ấy, là trả phí đến 30%. Sau khi đã có địa điểm thì mình bắt đầu lên concept tiệc này. Sau khi mà lên thiết kế, lên cái phần decor thì mình còn phải lên cái phần chương trình cho tiệc, các cái phương án B, những cái vấn đề phát sinh khi mà có cái vấn đề gì đấy trục trặc xảy ra. Ngoài ra cái phần việc của wedding planner còn rất là nhiều. Đấy là việc cùng tham gia với cô dâu chú rể để tư vấn và cũng như là tham khảo mẫu, cái mẫu thiệp cưới này. Rồi là cùng xem và thử các cái mẫu váy cưới, váy làm lễ cũng như là váy tiệc, cùng gia đình lên menu tiệc và ăn thử tiệc. Ví dụ trời nóng thì mình phải chọn những cái tiệc như nào, trời mát thì tiệc như nào, đấy, hoặc là ăn chay thì tiệc như nào, đấy là rất là quan trọng. Rồi sau khi là hoàn thiện tất cả cái thiết kế sân khấu ấy, thiết kế hoa ấy, chọn các mẫu hoa theo đúng như cái tiệc sẽ sử dụng và cắm thử mẫu hoa để cùng chọn và cùng điều chỉnh cho nó phù hợp. Sau khi mà thống nhất được thiết kế, đi đến cái phần là sản xuất thì mình phải giám sát và theo dõi quá trình sản xuất phần cứng, đảm bảo để cái việc sản xuất đấy nó ra đúng thiết kế cũng như là đúng kích thước theo như bản vẽ. Một cái tiệc muốn đẹp, muốn khách hàng đến nó trầm trồ, nó có cái gì đấy nó gợi nhớ lại, hoặc là người ta phải đi lại chụp ảnh, chụp hình, rồi là thích thú với cái tiệc của mình ấy, thì cái phần decor nó chiếm phần rất là lớn. Mình nghĩ là nó chiếm phải đến 70% trong một cái tiệc cưới mà thành công. Chính vì vậy mà nếu mà một cái wedding planner mà không mạnh về khoản decor ấy, hoặc là không trực tiếp làm decor ấy, thì mình nghĩ là sẽ rất là khó để mà có thể là có mà làm được một cái tiệc decor nó đẹp và nó phù hợp. Cuối cùng thì là cái phần việc của wedding planner ấy, là trong cái ngày diễn ra tiệc ấy, thì là điều phối tiệc này, theo sát cô dâu chú rể để mà xử lý tất cả các cái vấn đề liên quan đấy, cũng như là những cái vấn đề phát sinh của cô dâu chú rể, và làm công tác tâm lý này để cho là cái trải nghiệm của cô dâu chú rể trong cái ngày cưới là được tốt nhất đấy. Tại vì thật ra là mình biết nhiều bạn cô dâu chú rể là rất là lo lắng đấy, ngày cưới của mình cả đời diễn ra có một lần, rất là lo lắng, cảm thấy rất là áp lực ấy. Đấy, thành ra là đến những ngày đấy hai bên gia đình các bạn ý rất là luống cuống, thường là sẽ không thể nào biết được là nên như nào thì tốt đấy, và sẽ rất là nhiều cái lỗi có thể xảy ra. Thành ra là cái vai trò của mình lúc đấy thì là để cho đứng đấy để trấn an mọi người này, rồi là hướng để cho cái việc nó diễn ra nó trôi chảy, nó suôn sẻ theo cả một cái tiến trình được đúng như cái sắp đặt của mình ban đầu đấy. Đấy là cái công việc điều phối tiệc nó rất là quan trọng. Bản thân mình có một cái trải nghiệm là mình đã từng được cặp đôi mà Đông Nhi và ông Cao Thắng ấy đã nhờ mình làm cái điều phối cái lễ ăn hỏi ở nhà của hai bạn ấy. Thì cái đấy mà là một cái mà mình thấy là rất là tự hào trong cái quãng đời, cái quá trình làm nghề của mình. Hay là bản thân mình đã từng được một số cái vị quan chức trong chính phủ ấy nhờ đặt làm cháp lễ ăn hỏi cho con cái trong gia đình và đi theo hướng dẫn hỗ trợ lễ đấy. Đấy là một cái trải nghiệm mà thật sự mình không thể nào quên. Mà một điểm rất là quan trọng nữa ấy, là vì trong cái ngày cưới ấy, cái tiến trình, cái lịch trình của công việc nó rất là bận rộn, cho nên là bản thân mình cũng như là cô dâu chú rể ấy, mình chăm sóc ấy, mình phải để ý đảm bảo sức khỏe cho cô dâu chú rể. Ăn uống này mình luôn luôn phải có đồ ăn nhẹ trong người này, để sẵn sàng ăn lúc đói này, và để đảm bảo đường huyết như là cái thể lực của mình ấy cho cô dâu chú rể. Qua cái video này thì mình hy vọng là mọi người sẽ có cái nhìn nó tổng quát hơn và sẽ dễ hiểu nhau hơn trong cách làm việc giữa cô dâu chú rể và các nhà cung cấp dịch vụ cũng như là wedding planner. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình. Nhớ like, share và subscribe kênh của mình nhé, để có động lực để làm thêm nhiều video hơn nữa để chia sẻ cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người.